Rồi, bây giờ mình xem như là một cái văn bản mình đã làm xong, bây giờ mình muốn đánh mục lục cho nó thì mình làm sao nè, sau khi mà mình vô cái view, này, navi nè, mà mình thấy nó ra được đúng cái ý của mình, có nghĩa là mình đang trình bày đúng rồi. Tiếp theo, mình vào reference đây, mục lục. Reference là nó tham chiếu, là đối chiếu, đó là nó tương ứng với cái này, tương ứng đó, đối chiếu rồi thay bộ bản nội dung có nói chung là mục lục dịch qua tiếng việt mình hiểu là mục lục rồi nhấn vào đây Bây giờ này những cái kiểu trình bày mình muốn cái kiểu gì x một x hai x ba có nghĩa là mục lục của mình đến cấp độ 3 thì mình chọn nè ít ba ok đây cái chữ này là mục lục mình có thể gõ lại là mục lục theo ý của mình rồi chương một phần một tất cả này sẽ tự động hết đây là tự động sinh ra chứ không phải là mình đã... ví dụ như chương một nó nằm ở trang một nè máy nó sẽ tự hiểu đây là trang một trang hai à, đánh được cái mục lục tự động nha các bạn muốn cập nhật nó nhấn chuột phải chọn update cập nhật nội dung là cái này cập nhật con số lại là cái này à, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip này